Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HTTP. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản năm 2022. Hội nghị được kết nối tới 38 điểm cầu trong và ngoài nước. Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng dầu từ 20% xuống 10%, cơ hội để đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu. Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản năm 2022. Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Nghĩa cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy. Hội nghị năm nay đánh dấu sự có mặt của trên 200 doanh nghiệp thương nhân trong nước, nước ngoài và tham tán kinh tế thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó có những doanh nghiệp thương nhân đến từ Thái Lan, tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 38 điểm cầu, trong đó có 17 điểm cầu ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ, Bỉ, Anh, Áo, Séc, Hà Lan, Hungary và Brazil. Tại hội nghị đã khởi động chương trình đưa sản phẩm nhãn Hưng Yên lên sàn thương mại điện tử năm 2022. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện vào 20 giờ tối nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên sẽ khai mạc lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2022 với sự tham gia của 50 gian hàng. Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác xây dựng nông thôn mới. Tiếp và làm việc với Bộ trưởng có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng để nông nghiệp của Hưng Yên phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn hướng tới phát triển nền nông nghiệp xanh bền vững, tạo tiền đề phát triển hiệu quả du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, tăng cường các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp như thúc đẩy việc liên kết tiêu thụ nông sản, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực, tăng cường hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo ra các sản phẩm nông sản chất lượng cao có giá trị kinh tế. Quá trình xây dựng nông thôn mới cần có phương án bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Nhân dịp dự nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022 sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có cuộc làm việc với Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng Hưng Yên vẫn còn dư địa rất lớn đối với các mặt hàng nông sản, nông nghiệp. Vì vậy, ngành công thương của tỉnh cần tập trung thực hiện các giải pháp tham mưu đúng và trúng với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng quy hoạch các vùng trồng tích hợp với quy hoạch chung của tỉnh, quốc gia. Chú trọng tuyên truyền thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nông dân và phát huy vai trò liên kết từ nhà vườn đến doanh nghiệp. Về phát triển công nghiệp thương mại, tỉnh cần chú trọng phát huy nội lực từ các doanh nghiệp trong nước, đặt ra lộ trình để đáp ứng và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo Nghị định 51 vừa được Chính phủ ban hành, mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chỉ chính thức được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%. Đây là mức điều chỉnh tăng thêm so với đề xuất trước đó là 8%. Theo Bộ Tài chính, so với nhiều nước, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu của nước ta hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu ở nhiều nước hiện nay chủ yếu trong khoảng từ 40 đến 55% đối với xăng và 35 đến 50% đối với dầu. Trong khi đó, với thuế bảo vệ môi trường đang được giảm về mức sàn thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu vào khoảng 19% đối với xăng E5 RON 92, 22% đối với xăng RON 95 và khoảng 11% đối với dầu diesel. Có thể dùng ngân sách mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn từ năm học 2022-2023. Thông tin từ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành. Hai Phó Thủ tướng thống nhất giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn sử dụng. Trình Chính phủ kịp triển khai từ năm học 2022-2023. Đề xuất này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra từ cuối tháng 6 nhằm hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Bộ cũng từng có chỉ thị đề nghị các địa phương tuyên truyền tới giáo viên học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng lâu bền. Năm học này, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh có trụ sở tại xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm xét tuyển hơn 1.400 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó hệ đại học chính quy tập trung là hơn 1.000 chỉ tiêu ở 7 ngành học gồm kinh tế, quản trị kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán và hệ thống thông tin quản lý.
hình thức xét tuyển theo 3 phương thức và thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đến ngày 20 tháng 8, nhà trường công bố kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 17 tháng 9. Đây là hình ảnh cây cầu cạn có trụ cao nhất Việt Nam, vượt dốc 3 tầng ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, sắp được đưa vào sử dụng. Cầu móng xến với trụ cao 83m sau khi được hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách cũng như giảm thiểu tai nạn khi các xe lên xuống đoạn dốc 3 tầng ở xã Trung Trải, Sapa. Đây là một hạng mục trong công trình xây dựng tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai lên thị xã Sapa. Cầu móng xến có chiều dài 613m, 5 nhịp liên tục với nhịp dài nhất 132m, trụ cao nhất là 83m, quy mô mặt cắt ngang cầu 14,5m, bao gồm 4 làn xe cơ giới. Còn đây là hình ảnh một cán bộ nghỉ hưu ở thành phố Hải Phòng đang sửa chiếc xe đạp để tặng cho học sinh nghèo. Hàng tháng khi nhận lương hưu, vợ chồng ông Vũ Thái Hòa ở khu phố chợ Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng lại dành một khoản tiền kết hợp với tiền chạy xe ôm để mua xe đạp cũ, linh kiện thay thế về lắp ráp, sửa chữa và trao tặng cho những học sinh nghèo. Từ năm 2018 cho đến nay, ông Hòa đã lắp ráp, sửa chữa và trao tặng 31 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh, quê của ông, huyện An Lão, Hải Phòng, quê vợ ông và địa bàn nơi ông sinh sống. Một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh vừa tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh đã truyền cảm hứng học tập cho giới trẻ. Đó là ông Trịnh Đức Trinh, 72 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, vừa tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ năm 2020, ông Trinh thường xuyên đi bộ gần 3 km để đến trường. Ông luôn là người tới lớp sớm nhất, cũng chưa từng bỏ buổi học nào. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, ông Trinh bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp thạc sĩ và là thủ khoa thạc sĩ quản trị kinh doanh với điểm tổng kết 9,0. Ông Trinh cho biết hơn được cuộc đời học tập công tác chủ yếu trong lĩnh vực kỹ thuật, kiến thức xã hội còn nhiều thiếu sót, tận dụng thời gian nhàn rỗi, ông quyết định tiếp tục đi học để nâng cao trình độ hiểu biết. Một vụ việc hy hữu và có phần may mắn vừa xảy ra hôm qua ở tỉnh Quảng Ninh. Xe container đang lưu thông trên cao tốc bất ngờ bị cháy ở phần đuôi thì được một xe ô tô chở nước lưu thông gần đó nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ dập lửa. Vụ việc được xác định xảy ra trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xe container đang lưu thông thì một ngọn lửa bùng phát tại phía đuôi, sau đó lan rộng, khói mù mịt. Rất may lúc này, một nhân viên của một công ty đóng trên địa bàn thành phố Hạ Long có mặt ở hiện trường đã yêu cầu xe bồn chở nước của công ty này đang di chuyển gần đó hỗ trợ dập lửa. Tài xế xe bồn nhanh chóng cho xe tiếp cận mở vòi nước phun thẳng vào đám cháy xung quanh thùng container để khống chế ngọn lửa không lan rộng. Khoảng 20 phút sau, xe của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hạ Long cũng đã tới hiện trường tiếp tục phun nước dập tắt ngọn lửa. Xe container bị hư hỏng không đáng kể, hàng hóa trong thùng xe không bị ảnh hưởng. Vài ngày sau khi được chuyển giao cho Hải quân, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ đã sẵn sàng để vận hành chính thức vào dịp Quốc khánh 15 tháng 8 của Ấn Độ. Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ có tên là INS Vikrant được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Vikrant có tải trọng 45.000 tấn, dài 262 mét, có thể tiếp nhận một phi đội gồm 30 máy bay chiến đấu. Quá trình đóng tàu kéo dài 13 năm với chi phí 2,5 tỷ đô la Mỹ. Sau khi đi vào vận hành, Ấn Độ sẽ có hai tàu sân bay cùng hoạt động bên cạnh chiếc INS Vikrant Madhya mua lại từ Nga từ năm 2013. Trong khi hàng triệu người trên khắp châu Âu đối mặt với cái nóng gay gắt, thì nhiều người đang thỏa thuê trượt tuyết ở Lesotho, một vương quốc nhỏ bé nằm ở tận châu Phi. Ở độ cao 3.000 mét, khu nghỉ dưỡng Afriski trên dãy núi Maluti của Lesotho là khu nghỉ mát trượt tuyết đang hoạt động duy nhất của châu Phi ở phía nam đường Xích Đạo. Hàng trăm du khách đang đổ dồn về đây để trải nghiệm hoạt động thể thao không nơi nào có được ở cả châu lục. Vương quốc Lesotho có vị trí địa lý đặc biệt, khi là quốc gia duy nhất trên trái đất có toàn bộ lãnh thổ đều cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến tham quan những trang trại lợn độc đáo ở Trung Quốc, nơi những chú lợn được nuôi trong những tòa nhà ví như khách sạn. Các trang trại lợn cao tầng ở Trung Quốc gia tăng trong năm gần đây sau khi dịch cúm lợn tấn công một nửa đàn lợn của cả nước vào năm 2018. Những tòa nhà khách sạn lợn có thể giúp giảm chi phí liên quan đến đất đai, có tính biệt lập cao, quy trình khép kín nên an toàn hơn trước dịch bệnh, dù chi phí sản xuất cao hơn so với cách nuôi lợn truyền thống. Nhiều trang trại lợn là những ngôi nhà cao hàng chục tầng, thậm chí lên tới 26 tầng, có thể nuôi hàng chục nghìn con lợn. Các trang trại được trang bị máy tròn tự động, hệ thống lọc không khí và khử mùi thông minh. Tới đây, bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi góp ý quý vị hãy gửi về địa chỉ email thời sự hi@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.